Ê hả? Anh Bình muốn cái máy em về. Dễ lòng. To quá hả chị? Ôi ừ, cái giá đúng dài luôn á. 2 3 4. Má ơi. 6. Nhà dư đúng rồi. Hôm nay đến quán cháo lòng ông giáo. Còn mình với chị Nga đang thông dong giống như là ông giáo và bà giáo ngồi. Toàn rồi ông giáo à, ông giáo buồn rồi. Nãy giờ dẫn đi hai quán, một quán nằm đóng cửa sao trời, mà hai quán này lớn lắm á. Mấy ngày nay giáo hùng mà chú giáo hùng đã xin chị Nga mà đến nỗi mà Như với lại Trang nói trời ơi chị Nga vui quá à. Anh Hùng với chị Nga hai kênh đi quay với nhau mà kiểu như là giống như là anh Hùng nói chị Nga cho em nghỉ mệt mấy hôm đó, xong rồi qua mấy hôm á là nó giỡn thôi cả nhà, hôm rồi là Hùng về quê à. Gia đình có đám giỗ Hùng ha. Dạ đúng rồi, lên cả nhà à. Thì hôm nay là Hùng có đưa Nga đi quay, nhưng mà được cái là đi xong mà đi hai quán đóng cửa thôi. Hai quán lớn luôn á, lớn luôn, là quán Hủ Tiếu Mỹ Tho nè, với lại quán cháu cháu ếch đúng không, lẩu ếch đó. Bây giờ sao không giáo? Thì bởi vậy mình phải toan rồi ông giáo ơi. Toan rồi tới một quán khác là cô giáo. Cô giáo. Vậy mình là bà giáo. Đâu người đâu. Giống như lúc đó. Cái giáo luôn nè. Cháo lòng và má heo. Cái này là cậu cũng thấy à. Mà cái này phải để chị Nga giới thiệu cái món ăn ở bên đây rồi. Vậy hả? Món ăn ở bên đây hả? Thì ok, để mình là mình sẽ vô mình chinh chiến, mình coi thử như tình hình như thế nào nha. Một cái quán ông giáo. Rồi. Wow. Địa chỉ là 343 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp nha. Hôm nay mình có duyên với Gò Vấp đó nha. Mình thấy ở đây luôn, có má heo nướng luôn. Quá trời luôn. Có má heo nướng luôn không? Có má heo nướng. Có dồi nướng nữa nha. Khác chỗ khác là đây là dồi nướng, phải dồi dồi luôn, dồi nướng luôn. Mình sẽ đưa cả nhà vô trong đây luôn. Đi Hùng ơi. Những món ăn của các ông nhậu, ông chú hay nhậu, dồi luộc nè, phèo, rồi khấu linh, bao tử, rồi gan, lưỡi, tim, quá nhiều món. Ở đây em đã thấy là có tiết canh dê nữa. Này hồi hộp. Hồi hộp hả chị? Trời ơi, chị đẹp bán cho lòng mà hồi hộp. Tại vì đây lần đầu tiên lên nên hơi hồi hộp. Lần quán mình lần đầu quay luôn hả chị? Không, nói chung có mấy bạn cũng hay vô này quay á, nhưng mà nhiều lúc đông á nên là em không có thời gian để. Đó, nên giờ mình cũng ra bán rồi. Một bịch cháo lòng chị. Rồi để chị cứ làm đi rồi. Em vừa làm. Quán mình sao mình có tên là ông giáo vậy chị? Tại vì anh của em hồi trước là thầy giáo á, xong rồi á sau này anh em về bán quán rồi cái đặt quán tên ông giáo luôn. Tên này nghe cũng vui á. Chị cũng nghe câu toan rồi ông giáo quá. Toan rồi ông giáo à. Thì quán của mình là bán được bao nhiêu năm rồi chị? Hình như chắc tầm 3-4 năm rồi, nhưng mà địa chỉ ở đây thì mới đó anh. Mình bán thì từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Cái này thì em bán từ 2 giờ chiều tới 2 giờ sáng đó anh. 2 tới 3 giờ á. Đến sáng luôn cả nhà. Dạ. Quán này em thấy cũng có mấy anh xong việc cái là về mình làm lai rai tài xế đúng không ạ? Dạ. Em thấy mọi người nhậu nhiều kiểu trời lạnh lạnh đó, thế mọi người tới đây thích ăn mấy cái này nhiều quá. Đây là một phần đây là một phần cháo lòng hả chị? Đúng rồi. Có nhiều bao nhiêu hấp dưới nữa? Cái này là full cấp đinh luôn anh, là có đầy đủ. Ví dụ như có một phần 30 hoặc là 40, nếu mà khách ăn 40 thì có đầy đủ hết luôn á. 40 là đầy đủ luôn á. Dạ đúng rồi. Rồi. Tại cái này em bán gần hết rồi á nên là nó còn hơi ít rồi, còn buổi chiều thì nó nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Mà chị gần hết em thấy cũng còn rất là nhiều so với quán khác á. Dạ. Tại do bán tới trễ luôn mà, nhưng mà hôm nay kiểu khách hơi đông á, trời mưa thì nó đông hơn. Dạ. Rồi. A few moments later. Rồi. Bất ngờ đây là chị ơi. Đây. Hả? Ok. Chắc là em nhờ chị làm cho em quá to so với cái bầu chị đúng không? Ý là hả? Cái này là size to của nhà em. Cái này chắc phải gấp 4 lần á. Nên em nhờ chị làm cho em 4 phần cháo vô đây đi. Ok. Dạ. Yeah. Và 4 phần lòng thập cẩm luôn. Ý là chị nghe theo ý chí nha, bây giờ đồ ăn của quán chị quá ngon, quá bắt mắt luôn, em phải làm một dĩa đi. Em nghĩ là làm một dĩa xong rồi mình bỏ cháo cái này. Anh Bình muốn cái máy em về. Dễ lòng.
Dễ lòng. Dễ lòng hả? Đúng rồi. Bất ngờ nữa là Vietnamese lòng heo. Giống kiểu cái này giống kiểu cái mâm ấy. Bạn Hùng Hay đã ăn 4 phần cháo thì em xin phép ăn 5 phần. Rồi. Hôm nay là chỉ có hai chị em tụi em sẽ ăn là 4 phần luôn. Đó, tại vì hôm nay em cũng quay rồi cho nên. Thôi rồi, chị Nga ơi, bình tĩnh. Chị Nga lớn quá. Rồi. Ok. Chuyện trong tên của em trai mình là sao mà chơi thấp tên đó là. Đúng rồi. Chơi nhỏ được đúng không? Yeah. Okay. Rồi. Tiến lên cùng. Không bao giờ say no. Ok. 10, 11 gì đó làm rồi. Okay. Rồi anh trai ơi. Đang đi. Ốc luôn. Nhưng mà anh và anh nhất, anh phải nhớ bình luận nha. Comment nha anh. Rồi, ok anh trai. Rồi để anh xin phép. Đăng ký ghê vậy. Uống sao giờ này uống nước ngọt không rồi? Anh muốn biết đăng ký. Dạ. Ồ. Đăng ký rồi đúng không? Ô bia đây là ảo anh. Đó rồi, giữ, mời anh. Quá dữ luôn. 100% luôn. Rồi, tuyệt vời anh ơi. Dạ. Dạ, uy tín anh nè. Rồi, em xin phép em quay cái cháo nha. Đây là dồi cắt ra. Ôi, phần này khách ăn về ha chị? Phần đó bao nhiêu đấy chị? À, là có một cái má heo với lại một phần dồi. Đây, giờ chị sẽ cắt ra một dĩa lòng. Đây, chị đang lắp cái má heo ra nè cả nhà ơi. Không, như vậy là cũng đẹp mắt rồi chị. Cái này thường là chị gái của em. Dạ, ok. Nhà em đứng máy thôi, còn em lo lắm là em nghĩ là quan trọng là mình nấu ngon thôi. Ngon là chính luôn em. Dạ. Sợ cắt không đẹp rồi dạ. Không sao đâu. Dạ. Chị chủ đẹp thì cắt thế nào các anh em cũng đẹp. Đúng rồi các anh em ơi. Nói chung là chị nói chị lâu lâu chị mới bán, nhưng mà mình thấy những chị làm cũng rất là nhanh tay nha. Đó, đây là thú linh rồi bao tử, bèo, tim đầy đủ. Không biết không, bây giờ chị bán gần hết rồi đó, chứ một chiều thì nó đông lắm, nhiều lắm. Dạ. Hồi chiều chắc trời chịu mưa, nên là mọi người ăn cái này. Hồi chiều chắc là đồ sẽ bày bung lên luôn. Đúng rồi, bung với lại em cũng lấy ra từ rồi, anh không có lấy nhiều. Dạ. Và có nói là cái gì vậy chị Liên? Cái này đó, hả? Cái này là cái phần cái chuồng. Em cũng không biết gọi là lấy cái hoa cái bao tử cuốn vào chuồng. Ồ. Đây quay qua đây. Nhờ tài trang trí của chị nè. Đi. À. Chị khiêm tốn quá, anh thấy vậy là cũng quá đẹp rồi. Bèo non hả chị ha? Nhìn thấy nó bột bột bên trong mà nó... Bạn biết nó không đắng rồi đó. Chứ mà cái này mà phèo phèo và già nó đắng lắm. Không biết, mình người ta nói câu giờ nãy giờ chị em mình đúng là phụ nữ gặp chiếu anh luôn. Sao chị? Để là đi tìm nãy giờ không có được cái quán nào, cuối cùng giờ vô đây gặp bí kíp. Đúng rồi, đúng quán tủ luôn á. Em thích món cháo lòng lắm. Thôi vậy là hai chị em mình nữa. Dạ. Hát rồi. Oh, hay quá. Hay quá mấy anh ơi. Dễ thương quá. Đúng rồi. Phan Thế Hùng, em là Phan Thế Hùng. Dạ. À, anh Võ Sư Lộc là đi Đà Lạt rồi. Hôm nay đến được. Rồi có con clip luôn rồi. Có con clip luôn rồi. Tuyệt vời. Không khách đấu lại đâu. Ăn không lại chỉ đâu. Ăn giao lưu thôi. Thôi chúc mấy anh ca hát vui nha. Dạ. Thôi mấy anh này
cảm giác người rất là thân thiết tình bạn hả chị? Kiểu mình ra mình nhìn như bạn làm việc tập học sinh viên á. Đúng rồi đó, bên cây đàn ra rồi lấy mấy chai bia nhậu. Có em có bài hát nào mà liên quan tới sinh viên không? Trời ơi, cây đàn guitar hay quá. Đó. Ai chà chà chà. Ai chà chà. Rồi gió. Ôi, qua đây đâu, qua đây thấy đẹp không Hồng ơi? Nhiều quá. Đặc biệt không? Dạ. Em báo cho gia đình mình biết là một phần mà em gọi như là có giá bao nhiêu luôn. Đó, cho mọi người biết. Đó, thì cái phần mình gọi cả nhà là 8 tô cháo á là 125. Đúng rồi, còn ở trên đây hết nữa là còn cái này là 120. À, vậy cái này sẽ là 280. Là sẽ có sẽ có đủ luôn đó. Đủ món luôn. Hay quá chị Liễu ơi. Chị Liễu number one. Đây chị Liễu đây. Ghé ủng hộ chị Liễu nha. Chị Liễu không bỏ khẩu trang đâu cả nhà, mình sẽ gọi là chị Liễu khẩu trang. À. Sau lớp khẩu trang này là một chị Liễu xinh đẹp mình đoán vậy. Hấp dẫn quá à. Để nàng ủng hộ cho chị Liễu. Thì là trước em mình ra cũng được như chị Liễu mà bây giờ thôi bỏ đi. Em ra mặt chưa thấy em nha nếu mà. Ồ. Chị Liễu năm nay bao nhiêu cái xuân sạch rồi? Hai mươi bốn mà chưa Liễu. Rồi chị Liễu lên, chị Liễu mà lên clip này là có 10 anh Liễu luôn. Đúng rồi. Yeah. Vừa bán tay mà vừa bán đồ ăn ngon nữa. Hú Linh, Hú Linh. Tuyệt vời. Trang trí cái dĩa quá đẹp rồi chị Liễu ơi. Xứng đáng có 20 người luôn. 20. 10 là hết quá. 20 nhiều lắm chị. Dạ. 24 người yêu đi, 2 năm hả? Mỗi người thèm làm, mỗi người yêu một thế. Wow, đẹp quá. Đẹp ghê luôn. Nè, đúng con, là đây là nghệ nhân rồi. Trời ơi, lên top. Đẹp quá các anh em ơi, các anh em ơi. Quá đẹp rồi các anh em. Các anh em thấy đẹp không? Trắng không? Đó, dị lòng rất là trắng luôn. Rồi giờ là múc cháo nè. To quá hả chị? Ôi, cái giá đúng dài luôn á. Đây để mình vô mình đỡ cho chị nè, chứ chị rung tay á. Chị đúng 4 phần thôi nha. Đây. Chị đừng thấy cái tô đầy, chị múc vô đầy tô là ăn ứa hực luôn á. Và một phần là mấy giá chị? 1,5 giá 4. Trời ơi 4 phần hả? Là 6 giá. Má ơi. 6. Chị Nga dư đúng rồi. Ôi trời ơi. Phải rồi. Chắc 4 phần đầy chạng tô em quá. Má ơi. 4 phần cháo ở đây nè. Trời ơi, rất tiêu kìa. Ôi trời ơi. Nóng không? Trời ơi, có chân nước sôi. Trời, tô đó chắc không chứa đổi 6 giá đâu chị ơi. Dạ, biết đâu bất ngờ. Đôi ta tình cờ gặp nhau. Ba. Công xong rồi đại dương ơi. Trời ơi, có nổi nổi chuột luôn. Nổi chuột luôn rồi. Năm. Qua wow, đầy tô là không xong rồi đại dương à. Ơi. Thấy tô này. Rồi xong. Rồi dạ. Ồ chết đại dương luôn rồi. Không sao, không sao. Sao? Đã chơi là phải chơi thôi. Nhớ biết không, hôm nay thanh niên này là chạy hai. Chạy tốc độ lên đây để mà từ dưới Long An lên đây mà giờ là bụng đã phẳng rồi. Chuyển thôi. Rồi. Đây là tên nhờ. Chị bất ngờ chị Liễu. Thơm lắm cả nhà ơi. Ôi trời ơi. A few minutes later. Rồi xin phép mời cả nhà. Hôm nay đến quán cháo lòng ông giáo. Còn mình với chị Nga đang thông dong giống như là ông giáo và bà giáo ngồi. Đó. Nhưng mà cái này căng á chị Nga ơi. Căng á. Sao đâu. Để cho cả gia đình thấy được cái món ăn của mình. Rồi. Ok không sao đâu. Rồi. Giờ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. 3, 2, 1 bắt đầu. Thank you. Mời cả nhà, mời đại gia đình của mình nha. Mời cả nhà, mời chị nha. Mời cameraman nha. Vô. Ở đây cháu là 4 phần. Thôi chị em mình đợi 4 phần, đợi 5 phần chắc tập. 5 phần là chạm cái tôi em luôn á. Tập luôn á. Đó. Đó, đây là 4 phần là đầy cái tô của Hồng và 4 phần là cái tô của Nga. Dạ. Cả gia đình có thể là so sánh được, mình nóng lắm nè. Dạ. Thử cái nước cháo này nha. Không lưỡi. Không lưỡi á nha. Cảm ơn hai em. Nóng mà nhăn mặt luôn á.
cháo nấu nó nóng xuyên suốt luôn á. Nước nóng. Cho chị xin cái gì hết em. Nhà múc ra nhà cái nóng này quá. Phải xì, phải xì. Nóng lắm mà mê, sổng sổng lưỡi luôn á. Mình phải làm theo cách của chị nghe thôi. Đúng rồi, chứ nóng ăn không được. Ăn nóng nó ăn lâu lắm. Cái muỗng của em múc nhanh hơn chị Nga nha. Đều là cái muỗng của em hết. Dạ. Nhưng mà ăn thì không thể nào nhanh bằng chị Nga rồi. Chị Nga ăn nóng cũng hay lắm. Nhưng mà đối với món này phải cẩn thận. Cẩn thận á. Dạ. Mấy bé đừng cái học mấy cô với là chú Hùng nha mấy bé. Tại cái cô với chú Hùng này tập quen rồi. Cháo này ngon kìa. Rồi, đợi chị Nga ăn trước nha, em mới... Ôi vậy hả? Dạ. Trời, cách sáo quá vậy. Rồi, mình xin phép nha. Mình ăn thử miếng phèo nha, gia đình ơi. Rồi, ăn cái miếng mỡ quá. Béo không ơi? Không bị đắng nè. Lạ quá. Bấm này nữa nào. Tỏi đó, với hành tím. Nghe chấm em chưa kịp quay cái lần nó vô tới. Ngon quá không? Mà em chưa kịp đưa lên là nó bị nuốt vô bao tử rồi. Dạ. Ngon. Đó. Đây nước mắm ớt. Anh ơi, có biết bên trong. Ủa, không ăn mỡ không? Dạ không. Chị nghe xin phép ăn mỡ nha. Dạ. Rồi, cái ăn mắm xôi lắm. Ồ, cái này phải thêm ớt vô. Sao ớt hả? Dạ. Có, mình đây, bột rừng. Bỏ vô đâu thì nghe lấy em. Này. Hả? Trời ơi, thấy có chén ớt không luôn á, thì nghe. Không nghe nói em hả? Con nghe miếng đi. Dạ, muốn cái gì? Okay. Okay, ăn vậy nó mới cay ở nhà, mới kích thích. Đây là cái gì? Má heo. Má heo luộc. Đây là dừa luộc. Quái đông rồi á. Hôm nay chị em mình là đang trên đường đi kiếm quán. Đi hai quán lớn không thấy nhưng mà vô tình đến đây. Thì đúng như Nga nói là gì nè. Buôn ngủ gặp chú Manh. Thấy quán cháu lòng ông giá hôm trước mình. Chị Nga ơi, trước quán cháu lòng kìa. Món hảo hai chị em. Mình giúp luôn. Đó. Được chưa? Trời ơi, cái này nó vẫn ngon là. Nóng lắm. Bắt với cái đầu này mà cả nhà. Đầu quế, ăn với cái này thì quế hoặc là húng lũi cả nhà ơi. Tuyệt vời ha. Ăn với cháu lòng. Mình ăn mình gấp vô đó luôn. Cháu ở đây mà công nhận nóng thiệt không? Lát mình ăn tiếp, lát mình ăn tiếp. Là bỏ miếng rau cho cháo nó nguội đi không? Dạ. Xẻ rau mình bỏ vô. Mà nhìn cameraman á là mình lại cảm thấy là phải có một chút gì đó để bồi bổ cho cameraman. Đúng rồi. Mà cameraman rất là thích ăn cái món của Linh. Ô vậy hả? Dạ. Rồi mình không hề biết luôn á. Và lấy thêm vài miếng lòng nữa. Đúng rồi đó. Bao tử. Món ngon không á nha. Rồi. Mời Như nha. Xíu mình sẽ nghỉ mệt xíu quá để cho cameraman ăn. Ôi, bình tĩnh nè em. Lên bia. Bữa này là gì đó? Lát bia. Bia 89 lạ vậy đó. Két. Két 2 lít. Cái gì? Hả? Một cái bình. Cái hả? Như 5.000 nữa hả? Như 5.000 hả? Ghê hả? Em đang tập ăn nóng rồi đó chị Nga. Quá nguy hiểm, quá đáng sợ. Ăn phải cái đầu thơm á, uống vô. Ờ. À, bia này bia gì vậy em? Ờ, bia tươi Hà Nội. Ồ, bia tươi Hà Nội, wow, Hùng ơi. Tươi sao? Rồi, em vui rồi. Như quay phim mà vẫn không quên 5.000 Hùng luôn. Wow. Lạ, lần đầu tiên mình nhìn thấy bia rồi quá.
Phải rồi. Qua Hùng ơi. Cảm ơn em. Vô luôn. Vô. Dạ. Vô. Trời ơi. Ủa bây giờ đi ăn cháo mà nó khử nồng độ cồn. Vô lạnh em ơi. À. Ồ lạnh quá. À. À. Em biết loại bia này không? Không em không biết gì. Bia này giống như là gọi là bia gì ta? Bia bia hơi á. Đó. Giống như bia hơi vậy á. Thì nghe uống bia này không? Dạ. Một ca là 2 lít. 2 lít không? Ngon quá. Cảm ơn nha. Ngon, lạnh á chị. Để như để trong đây nè, nó lạnh á. Đúng rồi, ý, ý, đúng là nhiều bọt. Nhiều ga. Đây là tôi ga. Bên này nó nén lại hả ta? Cái muối ớt này ngon nè. Giờ mới biết hả? Dạ. Đúng rồi. Có mùi à? Giống như mùi tỏi trong đây nữa nè. Mùi ớt đó mà chấm mấy muối ớt nó đỉnh luôn á. À, đúng rồi, vô hoặc là cái mấy món nướng. Dạ. Ôi. Ngon của Linh dài dài vẫn còn một cái vị đặc trưng của nó. Đúng rồi, cho nên hai vợ mình phải quậy. Sao Như? Hả? Nó sao? Giờ đây em muốn ha. Đây em là bạn. Đúng rồi. Nó sao Hùng? Lúc gì ăn cũng bò chờ Đà Lạt đó. Nó có 17 phút mà. Ngắn. Cũng bò không nắm bằng cháo em. Dạ. Nóng không rồi. Nhưng mà đồ ăn quá ngon. Hạn chế nãy giờ thấy quán ăn đen luôn rồi đúng không? Cách này rất hiệu quả. Đúng rồi, chứ nóng quá. Ủa cái này là gì đen đen vậy? Bốc ra cả nhà ơi. Mới đầu cả nhà mình bánh là cái clip hôm nay á, mình sẽ quay bên kênh của chị Nga. Tại vì mình nói chị Nga là chị Nga chỉ sắp đi Mỹ lại rồi. Yeah. Còn em thì còn ở đây em quay rất là nhiều clip ở Sài Gòn. Nhưng mà chị kêu là không. Hôm nay là phải nhất quyết quay cho Hùng, cũng như là rửa luôn cái ghi âm mới của chị. Đó, nên mình xin nhận clip này. Chị Nga chỉ ăn giống như cái phần thử thách bên chị luôn đó cả nhà ơi. Quá là không. Thì hôm qua đi Lộc á, đã đi quay cho Nga 2 clip rồi. Mà biết tính chị Nga, quay cho chị Nga mà không có cho mấy em thì có chuyện lắm. Sao tụi em không nghĩ gì đâu chị Nga. Nhưng mà không biết mà mấy đứa không nghĩ gì hết. Nhưng mà Nga muốn mấy đứa đều có video hết. Hôm nay cái cô á, mà muốn chơi cô mà nó nhiều hơn á. Tại vì em thấy anh mà ra cô. Nghĩ là chị chủ thăm ngàn mình rồi đó. Không. 4 phần cháo rồi em nghĩ không phải 6 giá đâu. Đúng rồi. Ừ, 6 giá rất nhiều quá. Một giá lớn lắm một tô rồi. Là 2 tô rồi. Ờ nè. 2 tô thứ 2 rồi mà trong đây nó còn quá trời luôn. Đó. Không thể nào mà cái này là 2 tô được, cái này phải ít nhất là phải 3 tô. Cái này là đại ca 5 ngàn luôn rồi. À, chị Liễu hả? Chị Liễu, phải Liễu rồi. Phải Liễu rồi. Quý Liễu ơi. Mở nè. Ừ. Không mắt. Cái đó ăn mở. Ờ. Rồi em thấy không? Gì không mở không? Chị có nên để Như ăn cái phần đó không? Để nó ngồi á. Như muốn ăn không? Ăn đi. Tắt nhà Trang, nhà Trang quay. Cho Như vô review luôn.
cái hôm đó mẹ em thích ăn gan, chị ăn gan gan. À. À, ăn luôn. Có chả nó còn sống vậy. Cái chuyện này quá khủng khiếp. Nó hết nhắm liên tục luôn á. Vô. Không đâu. Rồi đã có chị gái rồi. Đó. Vô em mời cả nhà nha. Hết cả nè. Dạ. Bị cắt rốt rồi mà rốt từ từ nó mới lên. Dạ. Nó chàng ra nữa. Ủa. À. Còn cuối cùng đổi rồi, đây là ông giáo, đây là bà giáo, giống không? Ngon. Chào anh em nha. Dạ, chào anh em nha. Lái xe cẩn thận nha. Hả? À. Ừ. Quá nhiều. Quá nhiều. Thì năm ngày lớp cháu rồi. Dạ. Anh là hết lớp cháu rồi đó rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Ở đây là số là mấy không? Mấy người khách được giải thích uống bia. Dạ. Uống bia không? Mà ở đây anh có rượu quá vậy. À không, không có rượu. Về Hà Nội, về Thái Cơ. Má nhà đứa không biết đâu. À, tí như thử ăn cháo đây ngon. Dạ, hai đứa mới 3 tuổi nó ăn được hết cơm cháo giống mình đó. Quá ghê. Có một hồi ngày hai anh hưởng xong rồi mở cửa hàng bên siêu thị, mấy cái kiểu siêu thị rồi vậy đi. Bán bè thực phẩm mà ăn uống rồi rau củ quả thì em thể là tin được là ở đây là 4 phần á. Thì bây giờ đây là 8 con cháu đây á. Dạ. Mấy cái con nhỏ vậy. Wow. Đúng rồi đó. Không, đối với anh nha, một cô cháo này là thử thách rồi, có thêm chỉ lòng này nữa là vượt thử thách luôn rồi. Ừ, đúng rồi. Đưa em cho chanh. Ôi nó chảy nước. Cảm ơn. Dừng nha. Tiếp tục. Để mình kiểm chứng coi chị Liễu nói đúng không nha. Sao? Thôi đây phải 4 tô. Em múc 4 tô lên. Phải biết thì chị Liễu thăm ngàn mình rồi. Ở đây cái tô này là tô đặc biệt đó nha. Chỉ còn một tô nhỏ nữa. Ừ, đúng rồi. Chảo nóng lắm á. Năm tô. Nó cháo là bao no. Tại sao mà hồi nó cứ chảy liên tục nè. Phải mát quá. Chắc phải nấu một miếng bia mà thôi. Đúng rồi, đúng không? Nói đi. Chờ đuôi mát đồng hồ.
Em cầm cái này nhiều hơi thì nhiều hơi lắm em thôi à. Uống hết là em không có bụng để em ăn luôn á. Mình là có người chở cho nên không sao, Hùng lái xe cho nên là Hùng chịu uống gọi là đúng giao rồi, lưu rồi. Thôi cái dĩa lòng cũng nghe nhiều người nhìn vô cho bị đánh lừa, tại nhìn thấy dĩa lòng nó bỏ luôn hết rải ra hết ít đó, nó phải làm tay cái dĩa này thấy dạ dạ nó là một cái gì đó ao trình của em rất ư là này nọ, nó ao trình của em thì nha. Ừ. Chưa hả? Là chị nghe vô tốt thiệt rồi. Đó, chưa kịp lấy. Chưa lên em. Không lấy được nét luôn. Lấy được. Vô đây được rồi. Được nè, bên đây thì được. Con này. Ừ. Bíp bíp. Ăn cái này á, kẹp cái đồ hành ngon nha. À. Chắc em phải tháo vậy nè. Khó quá. Cái động tác này mới. Nay ngay cái ngày mà mặc đồ đẹp thì lại gặp. Ấy dạ. Không cho nhiêu file ở đây hả? Đúng rồi, ăn no mình mới tháo được nước. Wow. Giá như mỡ được chảy xuống. Anh sẽ tự cắt. Hùng sẽ không cắt đâu. Hùng sẽ để. Hùng sẽ để nguyên cái clip Hùng tháo lên nha cả nhà. Đây là cực. No, mồm mắt to rồi. No quá đồng chí rồi. Không xong mà đồng chí rồi. Cái ly bia đang nói là Nga ơi, Hùng ơi nhanh lên để uống mình đi. Mình đợi mình nguội luôn rồi. Không được rồi, không được rồi. Phải cho chiến sĩ thời gian thôi. Còn đang chiến đấu đó là mình bị đập tay với ai? Đập tay với Trang, nghỉ đập đi. Nghỉ đập đi. Vô phát của mình, anh Đông Nguyễn này vô đứng. Đấy có clip. Anh Đông có đấu với mọi người ăn hai cái sầu riêng. Ghê hả? Ghê không? Quay clip thật xấu đẹp quá. Đã sẽ có clip hả? Đó. Đăng lên, đăng buổi trưa hả chị? Ừ, đăng. Đợi em duyệt đây là chị mới đăng được. Dạ. Anh có rửa là nhờ ơi. Đừng nói trước, bật mí ủa. Ừ, ghê hả? Ghê gì, còn nguyên tô nè. Mà chưa có ai ăn giùm em tô này. À. Không nổi rồi. Trời. To quá. Phải cố thôi, thấy chị Nga ăn phải cố gắng thôi. Ừ. Đúng rồi. Thank you.
nhiều rau với giá cho mà. Ôi da, chị An ơi. Chị ăn hết cái đó, còn đó thì cái chị cho em xin kiểm mệt xíu. Ok, chị đợi em được. Dạ, dạ. Chị ăn. Ở trong bát xương của thằng cháu á. Dạ. Nên ăn hơi cẩn thận. Mọi thở. Quá hay. Cố lên chị Nga ơi. Anh cố. Chị Nga. Chị Nga cái nhà sáng là đã ăn cà ri xong rồi. Ăn 5 tô phở đặc biệt. Bây giờ là ăn cháo. Wow. Hết. A few minutes later. Rồi giờ sao nè? Bây giờ thì chị Nga đã xong phần cháo của mình rồi. Em nghĩ là cái phần lòng này nè, còn thịt bia thì mấy chị em thêm mấy em ở ngoài nữa mình cùng vào. Mình okay. Chung vui với nhau đi chứ không lẽ mình ăn hết luôn không chị? Nhớ ơi, vô. Còn em xin phép em ăn hấp hết tô cháo này. Uống ly vô. Wow. Quá hấp. Ông ngày nâu đồ ăn ngon mời em thôi. Mời em uống này nè. Uống này hả? Dạ. Dạ. Xỉn rồi nè, giờ chụp cháo. Dạ. Dạ. Dạ em. Dạ vô bạn cho vui luôn. Vô ngoài ăn này cho vui. Trang vô uống ly ông Trang. Vô nào. Ngồi lên. Trang vô nhậu đó hả? Đúng rồi. Dạ. Ý, cho Trang vô phá mồi thôi. Đúng rồi. Nhậu thì có đỡ chị Nga. Wow. Ngon quá cả nhà ơi. Ăn thử em rồi nha. Ok. Được chứ không? Cái này là dồn nước. Còn rồi nướng á. Rồi chiên rồi nướng. Sao chị Nga có thể ăn tiếp tục như vậy hay quá vậy? Quá hay. Rồi ăn ngon mà. Còn mấy là ngon. Em mượn ở đây với chị Nga nha chị Lan nha. Ok. No quá. Rồi ăn cái này ngon. Anh Đông mà nói Hùng kén ăn hay ăn không ngon thì nữa là bé Nga giận luôn á. Bé Nga giận, bé Nga không cho bé Trang lên sóng á. Sao tiếng này mình nghĩ chị em mình nên tắt máy nó nhậu đúng không? Đúng rồi. Không bây giờ mình tắt luôn được. Giờ hết luôn nhậu được chứ. Không. Không. Mình ngồi trước khán giả mình phải ăn cho hết những cái gì mình đã gọi. Cái thanh niên này. Ấy chà chà, còn gì đâu anh? Cái thanh. Tắt bếp là nhậu chứ. Tiếp dài lắm em hỏi toàn. Rồi để đợi không nhớ. Đâu khác nào giống như đang kêu anh nhanh đi nồng ơi không ạ. Ông tử đi ăn chậm mọi người đi rồi đó ăn sao. Chào mọi người đi rồi mình ăn sao nè. Tại đây cũng thấy cái sự cố gắng của Hùng rất là nhiều. Thì hôm nay mình đã được trải nghiệm cái quán cái lòng ống cháo cho em cũng chủ quán vừa xinh đẹp mà vừa có tài set up món ăn rất là đẹp và đã thăm ngàn cho mình với chị Nga bốn một cháo đôi thăm ngàn bốn một cháo mà phải nói tài với tôi luôn nha, rất là chưa có lần nữa nha, không hiểu sao không sao giờ có chị Nga và phá mồi chuyên gia phá mồi nữa nha, bây giờ Vinh Lộc đã hết rồi và tôi cháo thì mình lát mình sẽ ăn hết luôn. Nga có muốn nói gì không hay là thôi để em đóng đá luôn nha. Để mình bắt anh bây giờ phải có những người yêu mến mình muốn gặp một các sự kiện của game thì bên hãy la và gặp anh bên phòng cho mình nhé, cho mình tình đâu cả người hãy đăng ký luôn kênh Phân Hùng Vlog và kênh Phân Hùng Vlog và kênh Nghe Sumo để quay trước mặt mình là Phân Hùng Vlog sau Võ Sinh Lộc và Nghe Sumo và hai thứ đó là Phân Hùng Võ Sinh Lộc và Lộc Phân Hùng trong những lúc đó các bạn có bất cứ thế nào thì đã làm mình trên xác và đi một nhất là biết cho nhau thấy nha. Rất xin chào các bạn.